Xin chào Việt Nam. Welcome to the most anticipated event of the year, where beauty, grace and intelligence converge on one grand stage. Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2024 đã đến rồi đây. Và phải nói là cuộc thi năm nay nóng hơn cả tô phổ giữa trưa nắng Sài Gòn. This year, the competition is fiercer than ever, with contestants bringing their A-game to dazzle the judges and the audience alike. Chúng ta có nhan sắc, chúng ta có trí tuệ, chúng ta có sự quyến rũ, độc đáo, bản lĩnh và tài năng ngút ngàn. These contestants are not just about looks. They embody intelligence, charm, uniqueness, courage, and immense talent. Each one of them has a story to tell, a dream to chase, and a mission to accomplish. Sân khấu đã sẵn sàng, ánh đèn đã rực rỡ, và các nữ hoàng của chúng ta đã sẵn sàng chiến đấu hết mình để giành lấy cơ hội đại diện cho Việt Nam tỏa sáng trên đấu trường quốc tế. The stage is set. The lights are dazzling, and our queens are ready to give their all to seize the opportunity to represent Vietnam on the international stage. They have trained tirelessly, honing their skills and perfecting their performances. Năng lượng đang bùng nổ, những chiếc đầm da hồi lấp lánh, và ban giám khảo đang theo dõi từng bước đi của các thí sinh. The energy is electrifying. The evening gowns are sparkling, and the judges are watching every move with keen interest. Each contestant is a beacon of hope, a symbol of what it means to be a modern Vietnamese woman. Ai sẽ là người chạm tay vào chiếc vương miện danh giá và trở thành đại sứ sắc đẹp tiếp theo của Việt Nam? Who will be the one to touch the coveted crown and become the next beauty ambassador of Vietnam? The stakes are high and the competition is intense. Hãy theo dõi nhé, vì đây là một cuộc đua mà bạn không muốn bỏ lỡ đâu. Stay tuned, because this is a race you don't want to miss. The journey to the crown is filled with excitement, drama and unforgettable moments. From the initial auditions to the final crowning, every step is a testament to the hard work and dedication of these incredible women. So, sit back, relax, and enjoy the spectacle that is Miss Universe Vietnam 2024. Hãy cùng gặp gỡ 5 gương mặt xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2024. Đầu tiên, chúng ta có Nguyễn Cao Kỳ Duyên, một cô gái toát lên vẻ đẹp thanh lịch và trí tuệ. Tiếp theo là Đinh Thị Triều Tiên rạng rỡ với nụ cười tỏa nặng. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của Vũ Thúy Quỳnh, một đối thủ đáng gờm trên sàn catwalk. Và chúng ta cũng không thể quên Quách Tapio Meili quyến rũ, người có sự tự tin cuốn hút như chính vẻ đẹp của cô ấy. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta có Phí Phương Anh thanh lịch, sẵn sàng tỏa sáng trên sân khấu. Kỳ Duyên, cô ấy là một tổng thể hoàn hảo. Người đẹp 24 tuổi đến từ Hà Nội này không chỉ có nhan sắc. Với tấm bằng kinh doanh quốc tế, cô ấy có trí tuệ sánh ngang với vẻ đẹp của mình. Kỳ Duyên đã tạo dựng được tên tuổi của mình bằng cách giành chiến thắng trong một số cuộc thi sắc đẹp, bao gồm cả Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2014. Cô ấy đam mê trao quyền cho phụ nữ và sử dụng sức ảnh hưởng của mình để ủng hộ giáo dục và bình đẳng giới. Đến từ miền Bắc, Đinh Thị Triều Tiên là hiện thân của sự duyên dáng và thanh lịch. Cô gái 23 tuổi xinh đẹp này là một vũ công tài năng và là một nghệ sĩ tài năng. Triều Tiên tin vào sức mạnh của nghệ thuật để chữa lành và truyền cảm hứng. Cô ấy dành thời gian tình nguyện dạy liệu pháp nghệ thuật cho trẻ em khuyết tật. Sự đồng cảm và lòng trắc ẩn của cô ấy tỏa sáng, khiến cô ấy trở thành một hình mẫu thực sự. Đừng vội đánh giá thấp những thí sinh còn lại. Những thí sinh này có thể không phải là những gương mặt quen thuộc, nhưng họ mang trong mình những câu chuyện và sức mạnh riêng biệt. Vũ Thúy Quỳnh, với dáng đi mạnh mẽ,
và gương mặt góc cạnh là một đối thủ đáng gờm trên sàn catwalk. Cô ấy không chỉ có vẻ ngoài ấn tượng mà còn sở hữu một tinh thần chiến đấu kiên cường, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Quách Tapio Maili, fashionista của chúng ta, biết cách làm chủ một chiếc đầm da hội và không ngại nổi bật giữa đám đông. Cô ấy có một phong cách riêng biệt, luôn biết cách biến những bộ trang phục thành vũ khí lợi hại để thu hút mọi ánh nhìn. Và Phí Phương Anh, với phong thái ngọt ngào và nụ cười quyến rũ, có một sức mạnh tiềm ẩn có thể khiến mọi người bất ngờ. Đằng sau vẻ ngoài dịu dàng ấy là một ý chí mạnh mẽ và quyết tâm không ngừng nghỉ. Những nữ hoàng này đã sẵn sàng để chứng minh rằng họ có những gì cần thiết để giành lấy vương miện. Họ không chỉ đẹp mà còn thông minh, tài năng và đầy nghị lực. Mọi người đều mang trong mình một câu chuyện riêng, một hành trình đầy cảm hứng. Họ đã làm việc chăm chỉ, họ đã vượt qua những thử thách và họ sẽ không bỏ cuộc nếu không chiến đấu hết mình. Từ những buổi tập luyện căng thẳng đến những khoảnh khắc đối mặt với áp lực, họ đã chứng minh rằng họ xứng đáng với mọi cơ hội. Những giọt mồ hôi, những nụ cười và cả những giọt nước mắt đều là minh chứng cho sự quyết tâm và lòng kiên trì của họ. Họ không chỉ là những thí sinh, mà còn là những chiến binh thực thủ trên con đường chinh phục vương miện. Kỷ Duyên là người dẫn đầu ngay từ đầu. Phần trình diễn trang phục áo tắm của cô ấy thật nóng bỏng, và chiếc đầm da hội của cô ấy toát lên vẻ thanh lịch. Nhưng chính trí thông minh và nhận thức xã hội của cô ấy mới thực sự khiến cô ấy khác biệt. Những câu trả lời chân thành của cô ấy trong phần thi ứng xử đã thể hiện niềm đam mê thay đổi xã hội và cam kết tạo ra sự khác biệt trên thế giới của cô ấy. Triều Tiên đã có một màn lột xác ngoạn mục trong suốt cuộc thi. Từ những bước đi đầu tiên trên sân khấu, cô ấy đã thu hút mọi ánh nhìn với vẻ đẹp và sự tự tin của mình. Mỗi lần xuất hiện, Triều Tiên đều mang đến một hình ảnh mới mẻ, từ những bộ trang phục lộng lẫy đến những màn trình diễn đầy ấn tượng. Cô ấy đã nở rộ từ một cô gái nhút nhát đến từ một thị trấn nhỏ thành một phụ nữ trẻ tự tin sẵn sàng chinh phục thế giới. Hành trình của cô ấy không chỉ là về vẻ đẹp bên ngoài mà còn là sự phát triển về tinh thần và tâm hồn. Triều Tiên đã học cách đối mặt với những thử thách và vượt qua chúng với sự kiên định và lòng dũng cảm. Phần thị tài năng của cô ấy, nơi cô ấy biểu diễn điệu múa quất truyền thống của Việt Nam, thật ngoạn mục. Điệu múa quạch không chỉ là một phần thi tài năng, mà còn là cách cô ấy giới thiệu văn hóa Việt Nam đến với thế giới. Mọi động tác, mọi cử chỉ đều thể hiện sự tinh tế và tình yêu của cô ấy dành cho nghệ thuật truyền thống. Nhưng chính sự cống hiến của cô ấy cho lý tưởng của mình mới khiến cô ấy trở thành nguồn cảm hứng thực sự. Triều Tiên không chỉ là một người đẹp, mà còn là một người có tầm nhìn và sứ mệnh. Cô ấy luôn nỗ lực để truyền cảm hứng và động viên những người xung quanh, đặc biệt là những người trẻ tuổi, để họ dám ước mơ và theo đuổi đam mê của mình. Công việc của cô ấy với trẻ em khuyết tật là minh chứng cho trái tim nhân hậu của cô ấy và niềm tin của cô ấy vào sức mạnh của sự kết nối con người. Triều Tiên đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mang lại cho họ niềm hy vọng và niềm tin vào tương lai. Cô ấy tin rằng mọi người đều có khả năng thay đổi thế giới và cô ấy đang làm điều đó từng ngày, từng giờ. Căng thẳng đang tăng lên, sự phấn khích hiện rõ và giờ phút quyết định đã đến. Ai sẽ đăng quảng hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2024? Liệu đó sẽ là Kỳ Duyên, nàng hậu thông minh và tài năng với trái tim vàng? Hay đó sẽ là Triều Tiên, nghệ sĩ nhân ái và tài năng với sứ mệnh làm cho thế giới tốt đẹp hơn? Các giám khảo đã đưa ra quyết định của mình. Các thí sinh xếp hàng trên sân khấu, trái tim họ đập thình thịch trong lồng ngực. Khán giả hồi hộp chờ đợi trong sự hồi hộp. Đây rồi, mọi người. Khoảnh khắc mà tất cả chúng ta đã chờ đợi. Chúc mừng tất cả các thí sinh. Nhưng đối với một trong những người phụ nữ tuyệt vời này, hành trình chỉ mới bắt đầu.
chiếc vương miện không chỉ đại diện cho sắc đẹp mà còn là trách nhiệm trở thành hình mẫu và là đại sứ cho Việt Nam. Ai sẽ là người chiến thắng? Người chiến thắng là...